Tháng 11 này, ngay giữa lòng Sài Gòn, tưng bừng chuỗi sự kiện khai trương Novaland Gallery. Đẳng cấp, thời thượng, hội tụ những ngôi sao hàng đầu, choáng ngợp với chuỗi hoạt động tâm điểm thị trường bất động sản cuối năm 2020. Lần đầu khai trương nhà mẫu Sky Villa tại trung tâm quận nhất với hàng ngàn món quà hấp dẫn, bùng nổ cơ hội đầu tư siêu lợi nhuận với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp. Không thể bỏ lỡ, diễn ra từ ngày 19 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2020 tại 179 Hai Bà Trưng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Novaland Gallery.